Em ạ, xin chào tất cả cô chú anh chị mình đang xem kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Gia Mỹ Hạnh của em nha. Tất cả các anh chị mình chắc có một kỳ nghỉ ở bên nghỉ lễ bên gia đình rất là vui đúng không nè. Thì hôm nay em vừa đặt được một ít hàng Đài Loan. Cái Đài Loan hôm trước cũng có về một ít đó, xong rồi nó hết hàng, em hôm nay mới về thêm lại. Thì cô chú anh chị nào mình đang xem kênh YouTube, cái video của em á, thì mình chưa sưu tầm được thì mình nhanh tay mình alo em số điện thoại hoặc là nhắn tin qua Zalo số 0933124442 của em để mình đặt về mình sưu tầm mình chơi nha. Đây lên trên chị mình đây là mã D8 mặt hoa trên màn hình của em đây. Cái tên của nó rất là dài, thì nó có cái tên riêng, nó là cây Water 1 đó, gọi tên đại bên đài nó gọi như thế. Chúng nó dài lắm, mình em bán mặt hoa như thế này, mình chốt mặt hoa như thế này cho em ha. Đây chậu cây em bán thực tế như thế này, giá là 150.000 cho em đó, mẫu hoa trên màn hình và cây bán thực tế như thế này 150.000. Đây là cây của Đài Loan nha, giống cây của cách các hàng Đài Loan nha. Sai cây đây, sai cây thực tế như thế này, giá là 150.000. Thì cây này mình trồng lên thân mới thì sẽ cho hoa nha, lên thêm 1-2 thân nữa là sẽ cho hoa đó. Mặt hoa của em đây màu đỏ, ở giữa hai con mắt là màu, hai bên cánh đó, thì có màu vàng rất là đẹp luôn, trong hậu lưỡi màu vàng đó, màu đỏ cực kỳ đẹp luôn. 150.000 thôi. Cây này hôm trước rất là nhiều anh chị hỏi em mà hết hàng, tại về không có được nhiều, cho nên anh chị nào mà mình chưa có thì mình thấy được video này quay thì mình nhanh tay mình inbox liền cho em để mình đặt hàng nha, hoặc là mình gọi điện trực tiếp qua số điện thoại cho em. Đây cái cây tím hoa to này cũng rất là đẹp luôn. Đây hôm nay về thêm cho anh chị mình sưu tầm cây D11. Cái màu này là màu tím than, rất là hoa rất là to nha, cây này hoa to nha, màu tím than. Đây cây đây. Cây thực tế mấy này đây là sai cây đã trưởng thành rồi nha, cho nên chị mình về mình có thể, tại Đài Loan là họ sẽ trồng bằng giớn như thế này. Đó, Đài Loan trồng bằng giớn, anh chị mình muốn để như vậy thì mình để, còn mình muốn sang qua trồng bằng thanh hoặc bỏ thông thì mình sang qua cho em ha. Đây cây này thì đã thuần vườn ở vườn rồi, rất là đẹp luôn. D11 cho em một cây bông màu tím than to rất là đẹp luôn, giá là 250.000 nha. Cách hoa to thì giá 250.000 một chậu cây thực tế như thế này. Đó, anh chị mình ưa thích thì mình nhanh tay mình chốt cho em mã D11 trên màn hình này, là mẫu hoa nè, mã số nè, rồi có tên cây nữa, cho nên anh chị mình có thể rất là dễ bình tiện theo dõi luôn ha. Đó em ghim lên như vậy cho anh chị mình dễ xem mặt hoa, rồi cây thực tế mình bán mình xem mình mua như thế nào luôn. Đó 250.000 cho em một chậu màu tím than rất là đẹp luôn nha. Mình cứ nhấc máy lên mình alo trực tiếp qua số điện thoại cho em, hoặc là mình nhắn tin qua Zalo cho em ha. Cái clip này sẽ làm riêng tất cả những cây cát của Đài Loan cho anh chị cô chú mình tiện sưu tầm ha. Những cô chú anh chị nào mình đang tìm kiếm sưu tầm cách ly gia của Đài Loan thì mình xem video này của em. Nếu mình cứ xem hết video của em, mình ưng mẫu hoa nào thì mình nhanh tay mình ghi lại mã số, rồi mình nhấc số máy điện thoại lên rồi mình alo cho em, hoặc là kết bạn với Zalo của em ha. Rồi lên trên chị mình một mẫu hoa màu hồng cực kỳ đẹp luôn, màu hồng bánh bèo rất là đẹp. Cái màu hoa cánh hoa nó giống như là màu cánh hồng con bông sen á. Đó rõ trong hồng của nó là một chút điểm nhấn là màu vàng cực kỳ đẹp luôn. Bộ lùm to lắm nha. Đây, tại cái này em dằn dây lại. Thì cái cây này là cây tơ cho nên là thân nó hơi mảnh. Cây tơ cho nên là nó hơi bị nghiêng ngã, cho nên mình trồng mình phải dùng cối dây cố định như thế này. Đó cho nên là anh chị mình nhiều khi mình nhận cây về quê mình thấy thân cây mình bung ra cái nó bị ngã xuống như nè. Anh chị mình chịu khó mình dùng dây mình cố định lại giùm em nha, tại vì nó là cây tơ cho nên là nó hơi mềm. Nó cây tơ thì nó mảnh nó mềm, nên là anh chị mình dùng dây cố định lên, khi mà thân nó đứng cứng cáp như thế này rồi thì mình có thể bung dây ra được đó. Một bụi to lùm siêu to như thế này giá chỉ có 250.000 thôi, một cái màu hồng cực kỳ đẹp luôn. Mã chốt cho là mã D12 nha. Mã D12. Cây này thì cái tên tiếng Trung là em không có biết đọc sao hết, cho nên em gọi đó là hồng hoa Trung. Chốt cho em mã D12 nha. Đó mẫu hoa rồi, cây bán thực tế như thế này. Cô chú anh chị mình yếu thì mình nhanh tay mình chốt liền cho em mã D12 nha. Đây một cái cây Liuzergen, một cây màu vàng, cái lưỡi rất là đẹp luôn. Rưỡi của nó màu đậm, nó là màu rưỡi nó là màu đỏ đậm đậm, gần như là màu đen vậy đó. Cái cây này tại vì nó chụp buổi tối nữa cho nên là nhìn cái nó màu nó sẽ bị tối lại. Thực ra cái lưỡi của nó thì cũng nó hơi sáng hơn nha. Đây cái này do cái thân này là cây tơ, tất cả đều là cây tơ hết, cho nên em dùng dây em dằn lại để cho cái đứng thân lên, mình bung ra nó sẽ bị ngã, cho nên anh chị mình chồng mình đứng dựng như thế này thì thân nó cứng cáp rồi thì nó sẽ đứng thẳng lên nha. Đây giá em bán chậu này là 160.000 đó, anh chị mình theo dõi xe cây cho em ha. Đây mặt hoa của nó mình chốt cho em mã D13. Mã D13 cây Liuzergen mặt hoa đây, cây bán thực tế như thế này nha. Cái này em mà vuông ra thì nó sẽ rất là nhiều hơn á. Đó, tại vì em cột dằn như thế này để cho thân nó đứng lên chứ không có nó ngã xuống, nó thân mấy cái thân tơ của nó mềm. Đây,
đó rất là đẹp luôn, 160.000 chốt liền cho em mã D13 nha. Mã D13, những cái cây này đều là cây của Đài Loan. Đài Loan thì họ chuyên trồng bằng giống như thế này, có những chậu họ sẽ trồng những chậu nhựa như thế này đó. Thì về anh chị cô chú mình sang qua mình chọn bằng than hoặc là thông cho em ha. Đó, mã D13 cho em 160.000. Cây này thì cũng không còn nhiều nữa, màu cam rất là đẹp luôn. Cây này cây mini nha, cây này là cây mini A3. Nó tên đầy đủ là Dong Minh Gon. Đây mặt hoa của nó đây. Đó mã số luôn, chốt cho em là mã D09 nha, mã D9 nha. Đây cái này có cái cây nở ruồng là nở à. Cho anh chị mình xem, tại vì em đứng ở ngoài nắng cho nên nó hơi chói. Mình nhìn cái mặt hoa trên màn hình giùm em nha, mã D9. Thì cái chậu này em bán là 170.000, cái này em còn vài chậu thôi. Mini thì nó rất là xuyên hoa và xuyên nảy con. Thế nên anh chị nào thích chơi cái hoa chùm màu cam này thì mình nhanh tay mình chốt cho em mã D9 nha, 170.000 nha. Đó, cái này Đài Loan rất là lâu, họ trồng vườn rất là lâu rồi. Xin lỗi là chậu nó mục nè. Chậu nó mục, rất là phải nhẹ nhàng với nó chứ không nó bể luôn cái chậu. Đó, về anh chị mình trồng lại giúp em ha. Đó, 170.000 thôi, chốt liền cho em mã D9 nha. Mã D9 mini A3 rất là đẹp luôn. Cái cây này là mini A3, đó màu cam nè. Cái này nở một chùm màu cam rực rỡ nhìn đã lắm. Đó, size cây em bán thực tế như thế này 170.000 thôi. Đây lên cho anh chị mình cây lục đại thừa. Cây hoa chùm nhưng mà size hoa khá là to. Nếu mà dòng hoa chùm thì nói về cái cây mà hoa chùm thì cây này là size hoa của nó là to nhất luôn á anh chị. Hoa màu xanh cốm lửa tím đây. Mình chốt cho em là mã A8 nha. Mã A8 lục đại thượng, hoa cực kỳ thơm luôn. Xuyên hoa, thân cây cao to, vòi hoa cao dài luôn. Đó, một chậu em bán như thế này là 180.000. Thì những cái cây này là cây vừa rồi anh chị nào theo dõi mình sẽ thấy em lên một clip hoa rất là nhiều luôn. Thì đây là cây vừa em nở hoa nè, thì nó tàn hoa em đã cắt hoa rồi nha. Đó, 180.000 một chậu như thế này, cây rất là xuyên hoa, lên thân mới là sẽ cho hoa nha. Cây rất là to luôn, cao to lực lưỡng như thế này luôn, chỉ có 180.000 thôi. Anh chị mình yêu thích mình chốt cho em mã A8 lục đại thượng nha, 180.000 thôi. À, và mình mua đơn hàng 3 chậu em miễn phí ship cho mình nha. Hết lễ rồi cho nên là vẫn là sẽ quay về như cũ là 3 chậu em miễn phí ship nha. 3 chậu em miễn phí ship. Rồi lên cho anh chị mình mặt hoa cuối cùng, cây vua cung sơ. Tất cả những mặt hoa em lên ở clip này đều là cách ly da của Đài Loan nha, cây giống của Đài Loan nha. Cây vua cung sơn màu vàng viền đỏ đó, anh chị thấy cánh hoa vàng viền đỏ, lưỡi cũng vàng viền đỏ luôn, cực kỳ đẹp luôn. Cây này em bán chậu thực tế như thế này 170.000. Đó, mình chốt cho em mã C4 nha, mã C4 vua cung sơn. Đó, vua cung sơn tên gọi, nó có tên gọi tiếng Việt là vua cung sơn, nhưng em nói tên tiếng Việt cho anh chị cô chú mình dễ theo dõi ha. 170.000 thôi, mình nhớ thì mình nhìn tay mình chốt cho em liền vua cung sơn mã C4 nha. Mình thấy nói tên cây, những cây nào mà có tên tiếng Việt đó thì mình nói tên cây. Rồi mình chốt mã số cho em, tại lúc nào trên màn hình của em cũng có mã số tên cây, thì anh chị cô chú mình cứ ghi lại mã số rồi mình nhấc máy điện thoại lên, mình alo trực tiếp cho em, hoặc là mình nhắn tin qua số qua Zalo cho em hoặc số điện thoại luôn để mình đặt hàng tới cho em. Địa chỉ số điện thoại em sẽ gửi ship hàng cho mình, và đơn hàng mình mua 3 chậu để em miễn phí ship nha. Hôm nay mua đơn hàng 3 chậu em mới miễn phí ship nha anh chị mình. À, rất là nhiều mẫu, hôm nay là những mẫu cách ly da của Đài Loan của vườn em mới về thêm được vài mẫu như thế. Thì anh chị cô chú nào mình theo dõi kênh quen thì mình cứ xem hết video, mình thích mẫu hoa nào thì mình cứ ghi lại mã số rồi mình nhấc máy điện thoại lên mình alo trực tiếp cho em Hạnh nha. Và mình yêu thích cái dòng hoa lan cách ly da thì mình nhớ đăng ký kênh YouTube Hoa Lan Cách Ly Da Mỹ Hạnh của em để mình ủng hộ cho em nha. Em xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã xem hết video của em. Xin chào.